Hiện máy chính hãng giới thiệu là khách hàng một cái mẫu sản phẩm, đó là máy hàn mic của Suzuki nhé mọi người. Con này là mã của máy là Mic 200 Pro. Cái dòng này là sử dụng được cuộn dây 1 kg và cuộn dây 5 kg. Và hiện tại mình có, mọi người có thể thấy là có sẽ có 5 chức năng. 5 chức năng như cơ bản là mình chủ yếu là sử dụng 2 chức năng cơ bản thôi mọi người ạ. Đây là cái hàng nhập khẩu chính ngạch của công ty TNT Việt Nam về thương hiệu máy hàn Suzuki, khá là nổi tiếng ở trên thị trường. Với thời gian bán cũng khá là lâu năm, rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 năm rồi mọi người. Đấy. Những cái dòng máy hàn của Suzuki thì nó rất là nhiều mã. Kể cả máy hàn mic có những cái mã mà rất nhỏ thì giá của nó chỉ chưa tới 2 triệu đồng thôi. Đây là thêm một cái bánh sơ cua này mọi người này. Đây cái bánh để kéo cái sợi dây hàn mic ra thì nó sẽ đánh số là 1.0 để kéo dây 1.0 và 0.8 để mình kéo dây 0.8. Máy hàn của Suzuki thì đều được bảo hành chính hãng cho mình là 12 tháng nha mọi người nhá. Đây là cái series của máy này theo cái model ở trên thân máy. Đấy, phiếu bảo hành này. Hai quyển sách hướng dẫn, một tiếng Việt và một tiếng Anh. Đó, một cái tấm kính hàn. Rồi mình sẽ mở từ từ cho mọi người xem. Cái súng này thì người ta sẽ thiết kế là súng rời. Đó, súng này súng AK nhỏ, súng rời. Trong súng thì nó sẽ có hai cho mình hai cái béc nữa. Mình sẽ tháo cho mọi người xem nhá. Cái súng này nó rơi vào tầm khoảng 1,5 m thì phải. 1,5 m. Đây là hai cái béc này. Cái béc này mình mua ở rất là rẻ thôi, chỉ có mấy nghìn một cái thôi mọi người ạ. 1.0 và 0.8 thì phải. Rồi bây giờ đây là cái dây này. Dây này mình xem nào. Dây này chắc rơi vào tầm khoảng 3 m đấy mọi người. Dây này 3 m nhá. Dây này 3 m này. Tiếp theo là đây là kẹp mát này. Kẹp hàn này. Chắc là bộ này rơi vào tổng cả kẹp mát kẹp hàn mình nghĩ là rơi vào tầm khoảng 5 m gì đó, 5 m gì đó. Một cuộn dây hàn mic. Đây là dây hàn không khí nha mọi người. Đây là dây hàn không khí nhá. Mã là GS này. Dây là dây 0.8, dây 0.8. Dây phổ thông ấy, 0.8 là không dây phổ thông. Ngoài ra thì sẽ có những cái phụ kiện cơ bản cái mo hàn. Các bác thợ thì ít dùng nhưng mà gia đình thì hay dùng cái này. Ngoài ra bên mình có cả kính hàn điện tử nhá mọi người. Kính hàn điện tử dòng Pro và dòng bình thường. Đây mọi người thấy máy rất là nhỏ gọn này. Đấy, có tay sách thì mình di chuyển này. Đặc biệt là máy hàn của Suzuki sẽ có cái logo khắc dập nổi trên thân máy. Người thấy không? Dập nổi trên thân máy. Đây là những cái chức năng cơ bản trên được hàn que này. Hàn mic có khí và hàn mic không khí. Trên phần thân máy đây chính là cái tem thông số đấy mọi người này. Cái tem thông số cơ bản này. Hiệu suất là 60% này cho dòng hàn là 200A này. Hiệu suất là 100% thì so dòng hàn là 154A này. Đây là những cái thông tin cơ bản thôi. Nói chung là mình hàn cái này thì mình cũng chủ yếu là hàn dây 0.8, nó cũng rất là đơn giản. Đây là cái mà cái thân to này mọi người thấy không? Nó sẽ là cái thân mà để mình lắp cái cuộn dây 15 kg, à cuộn dây 5 kg, cuộn dây to. Còn nếu như mà mình muốn lắp cuộn dây nhỏ thì mình phải bỏ cái này ra nha mọi người. Cái này là tiếp theo cho mọi người xem giới thiệu đã. Đây là cái chỗ mà mình lắp bánh xe này. Thì mọi người cơ bản là mọi người sẽ thấy là cái xoáy này này, nó để mình xoáy càng sâu vào thì hai cái bánh xe này nó càng khít lại với nhau thì nó càng ép cái dây, nó kéo càng chắc hơn. Đó, mình sẽ lấy ra theo đúng cái hợp lý của mình. Và mọi người để ý là mình sẽ đẩy cái này ra. Rất là đơn giản thôi. Đây, đây là cái vòng bi để mà chạy này. Và mọi người thấy là mình gì xoay cái này. Thấy không? Xoay rất là giản, đấy xoay vào để mình mở cái này ra. Có cái gàm này. Thì mọi người thấy là nếu như mình sử dụng dây 0.8 thì mình để ý là 0.8 ở ngoài đây này. Đây là 0.8 này, mình sẽ quay bánh xe mọi người xem. 0.8 đây nhá mọi người. Đó. Và bên trong nó là 1.0. Thì mình sẽ cho cái 0.8 ra ngoài để nó theo đúng với cái đường dây này. Đấy mình dây sẽ tự kéo ra thôi. Đây, khi mà cho là mình nhớ nó sẽ lắp cái này lại nha mọi người nhá. Lắp cái này lại, không là cái bánh sẽ là hay bị chật đâu ạ. Nó đơn giản thôi. Khi mà dây nó ra tới ngoài đây rồi, rơi ra tới đây. Và đây là một số cái chức năng cơ bản nữa nha mọi người thấy này. Đây, mình sẽ điều chỉnh ở các mức ở đây. Bây giờ mình sẽ cắm điện để cho mọi người rõ hơn. Ở chỗ là cái hàn mic này thì lúc đầu hàn thì nó sẽ không được quen tay, nhưng mà nó hàn hộp mỏng cái thứ thì rất là dễ hơn. Mình chỉ tầm hàn chơi tầm khoảng nửa cuộn thứ là tay mình dẻo đi là mình hàn rất là đẹp. Đây ga led có nghĩa là chế độ không khí là cái hàn dây nội thuốc, và CO2 là
sang đèn CO2 là hàn có khí CO2. Đây là hàn dây nhôm chẳng hạn, còn bên này là dự ăn công 98% chính là hàn dây hàn tích nhá mọi người nhá, dây hàn inox ấy. Inox mọi người để ý này, inox là ăn công. Và bên dưới đây là chế độ MMA, chủ yếu là mình hàn chế độ MMA và chế độ Garnet này thôi. Hai cái chế độ này nhiều tại vì thiết kế cái bình CO2 này khá phức tạp, khá đắt tiền. Đây là điều chỉnh tốc độ ra dây cũng như là dòng. Chế độ đây là tốc độ ra dây này, tốc độ ra dây này. M trên min có nghĩa là mét trên 1 phút. Đây là điều chỉnh dòng trong cái chế độ hàn mic. Rồi, đây cái chỗ này là lắp súng cực âm cực dương đây. Nếu mình lúc mà mình hàn ấy mà mình lắp dây hàn mic ấy, lắp cực âm được thì mình lắp sang cực dương. Nó cũng là đơn giản thôi. Tiếp theo là súng này. Đấy, thì mình sẽ lắp vào đó, nó sẽ có những cái đường để mình ăn theo thôi. Cái này mình người thấy là nó đơn giản thôi. Cái này là nó to thì nó sẽ đi vào cái rắc to, cái nhỏ ở dưới thì nó đi sẽ rắc nhỏ ở dưới. Đấy là mình lắp vào thôi. Hai cái ở bên hông nữa thôi. Đấy, mình xoáy vào. Còn dây rồi này thì mình cũng chưa rõ, như một là đấu vào dương, hai là đấu vào âm. Rồi, tí mình sẽ test lại thì mình sẽ rõ hơn. Nếu mình đấu bên này nó không ra nửa hàn thì mình đấu ngược lại cho mọi người nhá, đảo hai dây mát với nhau. Và cái lưu ý nhỏ nữa này mọi người. Cái này mình nói sơ qua thôi, còn hôm sau các khách hàng mà mình sẽ có một cái video mà chi tiết nhất để cho mọi người tham khảo. Cái dây hàn mic ấy, nó sẽ khi mà nó ra thì nó gặp cái béc này. Thì mọi người để ý là cái béc này nó là béc 0.8. Thì dây 0.8 mình dùng béc 0.8. Nhá. Lưu ý sơ qua cái này thôi. Mình cái dây nó ra ấy, thì nó chắc chắn nó sẽ bị vướng ở chỗ này, thì mình sẽ chịu khó mình tháo cái béc này ra một tí. Mình tháo cái béc này ra, mình gói kim thì dễ hơn. Lúc đầu thì nó hơi chắc. Mình vặn ngược kim đồng hồ một phát. Xoay ra. Khi mà dây ra tới đây thì mình bắt đầu mình xỏ vào đây. Đấy, mình xỏ vào cái dây qua cái này thì nó sẽ dễ hơn. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Đó đơn giản, chỉnh dòng thì mình cứ chỉnh thôi. Mình vừa hàn mình mua một số cái hộp sắt thừa đấy, xong mình tập, mình chỉnh từ dòng cao cho đến dòng thấp từ từ theo đúng cái tay của mình, theo đúng ý của mình. Mình cứ chỉnh từ từ, mình đưa khoảng cách giữa súng với vật liệu hàn nữa. Đó, nó cứ căng làm sao mà tay mình dẻo giữ ok là được. Đây là cái dòng sản phẩm mà mình thấy là các bác gia đình hoặc là các thợ mà bán chuyên lựa chọn khá là nhiều. Nó dây nó rời, súng dài 3 mét, đầy đủ phụ kiện mà có thể lắp được cuộn 5 cân thì nó rất là tiện lợi đó. Đây mình sẽ tháo luôn cái này cho mọi người xem nhá. Không làm. Mình đang ấy qua để mình gửi cho hàng đấy, mình xoáy này ra. Tại vì ấy, cái chỗ đây là cái cụm to này để mà mình lắp cuộn dây 5 cân, nhưng mà nếu mà khi mà mình lắp cuộn dây 1 kg ấy thì mình phải bỏ cái to này ra. Đấy, nó sẽ có cái nõi nhỏ này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, nó sẽ có cái nõi nhỏ. Rồi, chỉ cần vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó. Là mình lắp cái cuộn dây nhỏ vào đây. Rồi. Và khách hàng để có nhu cầu về những cái dòng máy hàn que mini gia đình này, máy hàn mic các thế hệ mà từ 2 triệu đến 2.450.000, 2.750.000, rồi là hơn 3 triệu, rồi là hơn 4 triệu, là bên mình có đầy đủ dòng dùng không khí, dòng có khí, dòng chuyên có khí, máy hàn que 3 ly 2, 4 ly, 5 ly chuyên. Thì mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình, bên mình sẽ add Zalo và tư vấn chi tiết cho mọi người một cái mẫu mã chuẩn chỉ nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo video này. Xin chào mọi người ở những video review và giới thiệu những dòng sản phẩm tiếp theo.